Ấy. Tôi uống rượu không? Thôi. Anh nghe sao xăng lại đóng cửa rẻ quá à? Sao? Xăng cái cửa hàng xăng đóng cửa rẻ quá à? Chả biết được. Mẹ nó về tiền mà. Nó về tiền đọc như nào. Và mấy ông ăn người ta các thứ. Chắc là biết xăng nó khan, nó mất dạy.